Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây điện thoại Xiaomi Redmi Note 6 Pro đang được chờ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên tại di động cao cấp.vn. Các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main, đến main của điện thoại Xiaomi Redmi Note 6 Pro lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn hiện có đầy đủ tất cả các linh kiện trên điện thoại Xiaomi Redmi Note 6 Pro nói chung và phần bảng main, đến main của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, muốn mua main cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 6 Pro, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ chuyển main của Xiaomi Redmi Note 6 Pro đến tận địa chỉ hàng hữu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.